được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục phối hợp với Đài Truyền hình Quảng Nam tổ chức. Hôm nay cô cùng các em ôn lại chương trình sinh học lớp 12. Có lẽ rằng trong học kỳ 1, các em đã được giáo viên của mình giới thiệu những người bị hội chứng đau, hội chứng ba tao. Vậy các em có nhớ cơ chế để hình thành nên những người bị hội chứng ba tao, hội chứng đau này hay không? Và những người bị hội chứng đau và ba tao có bộ nhiễm sắc thể là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi đó, các em cùng cô ôn lại kiến thức về cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp tế bào. Nội dung bài học hôm nay gồm có phần A, vật chất di truyền ở cấp tế bào. Phần B, cơ chế di truyền ở cấp tế bào. Phần C, cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào. Trong đó, chúng ta tập trung nghiên cứu kỹ phần C, cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào. Bây giờ, cô cùng các em tìm hiểu phần A, vật chất di truyền ở cấp tế bào. Đối với sinh vật nhân sơ, chưa có cấu trúc nhiễm sắc thể, vật chất di truyền ở cấp tế bào là các ADN trần không liên kết với protein. Còn đối với sinh vật nhân thực, thì vật chất di truyền ở cấp tế bào là nhiễm sắc thể. Và thành phần cơ bản của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là ADN liên kết với protein histon. Ngoài ra, có thể có protein phi histon. Và để ôn lại kiến thức về cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, các em quan sát hình bên. Ở đây các em quan sát hình, chúng ta có thể nhận thấy được một phân tử ADN gồm 146 cặp nông quấn quanh 8 phân tử protein histon để tạo nên cấu trúc có tên gọi là nucleosome. Đây là đơn vị cơ bản của nhiễm sắc thể. Và từ nucleosome, nó sáng mức 1, có đường kính 11 nanomet là sợi cơ bản. Sáng mức 2 là sợi nhiễm sắc, có đường kính 30 nanomet. Sáng mức 3 là ống si sáng, hai con gọi vùng xếp cụm, có đường kính 300 nanomet. Sáng mức 4 là chromatic, có đường kính 700 nanomet khi nhiễm sắc thể ở trạng thái kép. Và sự đóng sáng của nhiễm sắc thể qua các mức độ giúp cho nhiễm sắc thể nằm gọn trong nhân tế bào và di chuyển dễ dàng trong quá trình phân ly. Tiếp theo, chúng ta sang phần B, cơ chế di truyền ở cấp tế bào. Thông qua 3 quá trình. Thứ nhất, nguyên phân. Thứ hai, giảm phân. Thứ ba, thụ tinh. Phần này cô giới thiệu sơ lược cho các em. Thứ nhất, đối với quá trình nguyên phân, thì từ một tế bào gốc ban đầu 2N tạo ra hai tế bào con giống nhau và giống tế bào gốc. Thông qua quá trình giảm phân, từ một tế bào sinh dục chính 2N tạo thành 4 tế bào con đơn bộ N. Và ở tế bào sinh dục đực thì 4 tế bào con này tạo thành 4 giao tử đực. Còn ở tế bào sinh dục cái, từ 4 tế bào con này hình thành 1 giao tử cái và 3 thể định hướng tiêu biến. Thông qua quá trình thụ tinh, các giao tử đực và cái kết hợp với nhau hình thành nên hợp tử lưỡng bộ 2N, giúp đảm bảo ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài. Và trong thực tế, cơ chế di truyền ở cấp tế bào không phải luôn ổn định, mà các tế bào, các cơ thể chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài môi trường như các yếu tố vật lý, các yếu tố hóa học, sinh học hoặc quá trình rối loạn sinh lý, sinh hóa bên trong tế bào gây ra các hiện tượng đột biến, làm xuất hiện các biến dị di truyền. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu rõ phần này ở mục C, cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào, gồm có đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu phần 1 là mã đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Một nhỏ khái niệm. Đột biến cấu trúc là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể liên quan đến số lượng, vị trí, thành phần gen trên nhiễm sắc thể, bao gồm các dạng mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Thứ nhất, đối với đột biến mất đoạn, các em nhận thấy trong hình có một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị mất đi, làm cho
số lượng gen trên nhiễm sắc thể giảm. Kích thước và hình dạng của nhiễm sắc thể thay đổi. Dạng thứ hai, đối với đột biến lập đoạn, thì một đoạn nhiễm sắc thể nào đó lặp lại một hay nhiều lần. Chẳng hạn đoạn BC lặp một lần, làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể và thay đổi hình dạng kích thước của nhiễm sắc thể. Dạng thứ ba, đảo đoạn. Thì một đoạn nhiễm sắc thể nào đó đứt ra, quay ngược 180 độ và gắn lại vị trí cũ, như đoạn BCD. Đối với trường hợp này, số lượng gen trên nhiễm sắc thể và kích thước nhiễm sắc thể không thay đổi, nhưng thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể. Đối với đột biến chuyển đoạn có thể xảy ra giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng, hoặc xảy ra trên một nhiễm sắc thể. Và trường hợp thứ nhất, thì một đoạn nhiễm sắc thể nào đó chuyển sang nhiễm sắc thể khác, gọi là chuyển đoạn không tương hỗ. Trường hợp thứ hai, hai nhiễm sắc thể chuyển đoạn cho nhau, gọi là chuyển đoạn tương hỗ. Trường hợp trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể này làm cho số lượng gen trên nhiễm sắc thể, hình dạng kích thước của nhiễm sắc thể thay đổi. Đối với trường hợp thứ ba, một đoạn nhiễm sắc thể nào đó đứt ra và chuyển sang vị trí khác trên nhiễm sắc thể, là chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể. Trường hợp này, số lượng gen kích thước không thay đổi, nhưng thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể. Và các dạng đột biến này có thể xảy ra liên quan đến tâm động hoặc không liên quan đến tâm động. Và các dạng đột biến này có những hậu quả như sau. Đối với đột biến mắt đỏ, làm giảm gen nên nó sẽ làm giảm sức sống hoặc gây chết đối với thể đột biến. Đối với đột biến lập đoạn, nó tăng gen nên có thể tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện của tình trạng. Và đồng thời nó mất cân bằng gen nên có thể gây hại cho thể đột biến. Đối với đột biến đảo đoạn, ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật do ít mất vật chất di truyền. Nhưng nó làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể nên có thể gây hại cho thể đột biến. Còn đối với đột biến chuyển đoạn, giữa các nhiễm sắc thể khác nhau, nó làm thay đổi nhóm gen liên kết. Đối với chuyển đoạn lớn, thường gây chết hoặc giảm sức sống cho sinh vật. Đối với chuyển đoạn nhỏ, thường ít ảnh hưởng đến sức sống hoặc có thể có lợi cho sinh vật. Và các dạng đột biến này nó có những ý nghĩa sao? Thứ nhất, đối với đột biến mắt đoạn, có thể gây đột biến mắt đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng. Đối với đột biến lập đoạn, làm lập gen tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các gen mới trong quá trình tiến hóa. Đối với đột biến đảo đoạn, thì sự sắp xếp lại các gen trên nhiễm sắc thể góp phần tạo ra nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Đối với chuyển đoạn, có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới. Và các dạng đột biến cấu trúc này có chung vai trò tạo nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hóa. Phần 4, cơ chế phát sinh của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nói chung là do rối loạn quá trình tiếp hợp trao đổi chéo hoặc trực tiếp đứt gãy nhiễm sắc thể. Bây giờ cô cùng các em nghiên cứu phần 2 la mã đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Thứ nhất, khái niệm chung về đột biến số lượng nhiễm sắc thể là đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào, bao gồm hai dạng cơ bản sau. Thứ nhất, đột biến lệch bội. Thứ hai, đột biến đa bội. Đối với đột biến đa bội có hai dạng: đột biến tự đa bội và đột biến dị đa bội. Để tìm hiểu rõ các dạng đột biến này, các em quan sát hình sao về các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Từ hình ảnh, các em nhận thấy đối với tế bào bình thường các nhiễm sắc thể tồn tại theo cặp. Còn đối với trường hợp đột biến lệch bội thì nó làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở một cặp hoặc ở một số cặp. Từ đó chúng ta hình thành nên cái khái niệm đột biến lệch bội là đột biến làm thay đổi số lượng ở một hay một số cặp nhiễm sắc thể, bao gồm các dạng. Thứ nhất,
Đối với thể không, thì trong tế bào một cặp nào đó mất cả hai chiếc. Thể một, trong tế bào có một cặp nào đó mất một chiếc. Thể ba, thì trong tế bào có một cặp nào đó thêm một chiếc. Đối với thể ba kép, là trong tế bào có hai cặp tăng thêm một chiếc, và nhiều trường hợp khác nữa. Đối với loại thứ hai, được biến tự đa bọc. Các em quan sát hình và so sánh, nhận thấy được đối với các tế bào đa bọc này, sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể không phải liên quan đến một hay một số cặp giống như lệch bọc, mà nó liên quan đến tất cả các cặp. Và cụ thể, trường hợp đột biến này làm tan một số nguyên lằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài và lớn hơn 2N, vì 2N là dạng bình thường. Gồm có các dạng, đối với tế bào thứ nhất, tất cả các cặp đều tan một chiếc, tạo thành thể tam bội 3N. Đây là đa bội lẻ. Tế bào thứ hai, tất cả các cặp đều chứa 4 chiếc, là thể tứ bội 4N, là đa bội chẵn. Ngoài ra, đối với trường hợp đa bội không phải chỉ xảy ra ở một loài, mà nó còn xảy ra ở các loài khác nhau. Cụ thể các em quan sát hình, thấy ở trong hình này, trong tế bào có chứa bộ nhiễm sắc thể của hai loài. Trường hợp này gọi là dị đa bội. Vậy, dị đa bội là đột biến làm tăng số bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau trong một tế bào. Ví dụ như thể sam nhị bội 2NA cộng 2NB. Và đối với phần này các em cần lưu ý, khi chúng ta xét một thể đột biến nào đó, chúng ta xem thử là dạng đột biến đó liên quan đến một loài hay hai loài, và nó thay đổi một hay một số cặp hay toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. Cũng như chúng ta cần lưu ý đến cách gọi tên của các thể đột biến đó. Chẳng hạn như thể 3 nhiễm hay còn gọi là thể tam nhiễm là 2N cộng 1 ở dạng lệch bội. Trường hợp thứ hai là tam bội là 3N thuộc dạng tự đa bội, vân vân. Còn các trường hợp khác các em cần lưu ý kỹ hơn để làm bài tập tốt hơn. Và các dạng đột biến này có cơ chế phát sinh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 3 nhỏ. Đối với cơ chế phát sinh của lệch bội trong giảm phân, trong giảm phân thì các tác nhân đột biến gây ra sự không phân ly một hay một số cặp nhiễm sắc thể, tạo ra các giao tử đột biến. Các giao tử đột biến này có thể kết hợp với nhau hoặc với giao tử bình thường, tạo nên thể lệch bội. Cô minh họa bằng sơ đồ sao? Các em quan sát sơ đồ. Trong trường hợp này là một cơ thể giảm phân bình thường tạo ra giao tử bình thường N, cơ thể còn lại giảm phân không bình thường tạo ra giao tử lệch bội N cộng 1, N trừ 1. Sau đó giao tử bình thường thông qua quá trình thụ tinh kết hợp với giao tử N cộng 1 tạo thành thể 3 2N cộng 1. Hoặc giao tử N kết hợp với N trừ 1 tạo thành thể 1 là 2N trừ 1. Và đối với ở người, nếu như sự không phân ly xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể thứ 21 thì nó sẽ tạo thành dạng thể 3 2N cộng 1 có 47 nhiễm sắc thể. Đây là những người mắc hội chứng đau. Còn nếu xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể số 13 thì nó gây nên hội chứng ba tao. Còn trong nguyên phân thì như thế nào? Đối với trong nguyên phân thì tất cả các nhiễm sắc thể nhân đôi, nhưng một hay một số cặp không phân ly tạo thành thể khảm lệch bội. Ví dụ như trong hình này, các nhiễm sắc thể tham gia nguyên phân nhân đôi, nhưng ở kỳ sau có một nhiễm sắc thể không phân ly tạo thành thể lệch bội 2N cộng 1 và 2N trừ 1. Đối với thể tự đa bội, cụ thể trong giảm phân, tác nhân gây đột biến gây ra sự không phân ly tất cả các cặp nhiễm sắc thể tạo nên giao tử đột biến. Và các giao tử này kết hợp với nhau hoặc với giao tử bình thường tạo nên thể tự đa bội. Các em cần lưu ý phân biệt sự không phân ly một hay một số cặp là của trường hợp lệch bội, còn không phân ly tất cả các cặp là của đa bội. Cô minh họa bằng sơ đồ sao?
Các em quan sát hình và thử suy nghĩ xem làm thế nào để thông qua giảm phân và thụ tinh có thể tạo ra được thể tam bội 3N và thể tứ bội 4N. Trường hợp này được giải thích như sau. Một trong hai cơ thể giảm phân bình thường tạo ra giao tử bình thường N, còn cơ thể kia giảm phân không bình thường tạo ra giao tử 2N. Sau đó, các giao tử này thông qua quá trình thụ tinh tạo thành thể tam bội 3N. Còn nếu cả hai cơ thể đều giảm phân không bình thường tạo ra giao tử 2N thì các giao tử này kết hợp với nhau tạo thành 4N. Và có ví dụ điển hình một cặp gen trong bộ nhiễm sắc thể đó. Đó là gen A. Cơ thể bình thường lúc ban đầu là A lớn thì thể tam bội chúng ta thu được sẽ là 3A lớn. Thể tứ bội sẽ là 4A lớn. Và tương tự trong nguyên phân, tất cả các nhiễm sắc thể nhân đôi và toàn bộ không phân ly tạo thể tứ bội hoặc thể khảm tứ bội. Các em quan sát hình sau để rõ hơn điều này. Đối với hợp tử 2N, bước vào lần nguyên phân đầu tiên, tất cả nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân ly tạo thành thể tứ bội 4N. Nếu chúng ta chỉ xét một cặp gen ở trên này điển hình là A lớn thì thể tứ bội sẽ là 4A lớn. Còn nếu như đối với các tế bào sinh dưỡng xảy ra quá trình nguyên phân mà không phân ly thì sẽ tạo thành thể khảm tứ bội. Còn đối với thể dị đa bội thì cơ chế phát sinh có điểm khác với lệch bội và tự đa bội, đó là do lai xa kết hợp với đa bội hóa. Các em quan sát sơ đồ. Đối với hai cơ thể bình thường ban đầu của loài A và loài B, tiến hành giảm phân tạo ra giao tử bình thường. Và sự kết hợp của hai loài khác nhau này người ta gọi là lai xa, để hình thành nên hợp tử có bộ nhiễm sắc thể NA cộng NB. Các nhiễm sắc thể này không tương đồng nên cơ thể này bất thụ. Và khi chúng ta đem đa bội hóa hợp tử NA cộng NB tạo thành dạng thể dị đa bội 2NA cộng 2NB. Và bây giờ các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng nên cơ thể này hữu thụ. Và qua cơ chế phát sinh của từng dạng đột biến, chúng ta có thể tổng kết cơ chế phát sinh chung của đột biến số lượng nhiễm sắc thể như sau. Đó là do sự không phân ly của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, nguyên phân hoặc giảm phân. Và các dạng đột biến này có những hậu quả nào? Chúng ta xem phần bóng nhỏ. Đối với đột biến lệch bội, gây mất cân bằng về hệ gen, nên thể lệch bội thường không sống, hoặc giảm sức sống, hoặc giảm khả năng sinh sản tùy loài. Ví dụ như những đứa trẻ bị bệnh ba tao hoặc bệnh đau. Đây là những đứa trẻ bị giảm sức sống, tuổi thọ của những người này thấp và không có khả năng sinh sản. Ngoài ra trong trọng giống có thể sử dụng đột biến lệch bội để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể. Và đồng thời, các thể lệch bội này là nguồn cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và trọng giống. Đối với đột biến đa bội nó có hậu quả vai trò như sau. Đột biến đa bội, thể đa bội có lượng ADN tăng lên gấp bội, nên quá trình tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ. Thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, vân vân. Và đối với đa bội lẻ thì thường không có khả năng sinh giao tử bình thường và tạo quả không hạt, chẳng hạn như cam tam bội không hạt hoặc giao tầm tam bội có năng suất cao. Và đối với các thể đa bội cũng là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình tiến hóa và trọng giống. Cuối cùng, các em mới vừa ôn tập xong kiến thức về cơ sở vật chất, cơ chế di truyền, biến dị ở cấp độ tế bào. Bây giờ cô hệ thống lại, đối với cơ chế biến dị ở cấp tế bào là đột biến nhiễm sắc thể thông qua sơ đồ sau. Các em lưu ý, đối với đột biến nhiễm sắc thể có hai dạng cơ bản là đột biến cấu trúc và đột biến số lượng. Đối với đột biến cấu trúc gồm các dạng mất đoạn, lạc đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể. Còn đối với đột biến số lượng gồm có lệch bội, đa bội. Trong dạng lệch bội gồm có thể một nhiễm 2N-1
thể 3 nhiễm 2N cộng 1 và nhiều dạng khác nữa. Trong đó, các em chú ý trọng tâm hai dạng cơ bản này. Đối với đột biến đa bội gồm có tự đa bội và dị đa bội. Đối với tự đa bội gồm có đa bội lẻ và đa bội chẵn. Trong quá trình các em làm bài tập, các em để ý để tránh nhầm lẫn giữa các dạng đột biến này. Sau khi học xong kiến thức, cô cùng các em thử sức làm các bài tập luyện tập sau. Phần A, lý thuyết. Câu 1. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 11 nanomet? A. Vùng xếp cụm. B. Sợi nhiễm sắc. C. Chromatic. D. Sợi cơ bản. Phần này các em ghi nhớ kiến thức lý thuyết hoặc sơ đồ các em đã học ở slide trước sẽ nhận thấy được cấu trúc có đường kính 11 nanomet là cấu trúc mức xoắn một, chính là sợi cơ bản. Câu số 2. Một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là A, B, C, D, E, F, G, H, I bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là A, D, C, B, E, F, G, H, I. Đây là dạng đột biến nào? A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn. C. Đảo đoạn. D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể. Các em so sánh trình tự gen của nhiễm sắc thể bình thường và nhiễm sắc thể đột biến. Khi so sánh, các em nhận thấy được đoạn B, C, D ở nhiễm sắc thể bình thường và nhiễm sắc thể đột biến có sự thay đổi. Cụ thể, nó đảo ngược 180 độ. Nên đây là dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. Câu 3. Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên nhiễm sắc thể? A. Lặp đoạn. B. Mắc đoạn. C. Đảo đoạn. D. Chuyển đoạn tương hỗ. Các em có thể ghi nhớ kiến thức và nhận thấy được đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen. Nhưng trong trường hợp này, chỉ có một trường hợp đảo đoạn, nên đáp án là C. Câu 4. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể. Câu 2. Đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng, làm thay đổi nhóm gen liên kết. Ý 3. Có thể gây đột biến mắc đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn. Ý 4. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai allele của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Chúng ta xét đối với ý 1. Đột biến đảo đoạn nó có đặc điểm là làm thay đổi trình tự phân bố gen. Nên ý 1 sai. Ý 2. Đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết. Đúng. Ý 3. Có thể gây đột biến mắc đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn. Đúng. Ý 4. Lặp đoạn có thể làm hai allele của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Đúng. Như vậy có 3 ý đúng. Nên đáp án C. Câu 5. Thể đột biến nào sau đây có bộ nhiễm sắc thể 2N cộng 1? A. Thể 1 nhiễm. B. Thể 3 nhiễm. C. Thể tam bội. D. Thể tứ bội. Các em ghi nhớ kiến thức về các dạng đột biến lệch bội. Là thể 1 có bộ nhiễm thể 2N-1, thể 3 là 2N cộng 1, thể tam bội 3N, thể tứ bội 4N. Từ đó các em chọn đáp án B. Thể 3 nhiễm. Câu số 6. Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? A. Giao tử N kết hợp với giao tử 2N. B. Giao tử N kết hợp với giao tử N cộng 1.
C. Giao tử 2N kết hợp với giao tử 2N. D. Giao tử N kết hợp với giao tử N-1. Đối với phần này, các em ghi nhớ kiến thức về cơ chế phát sinh, đột biến, lệch bội và tự đa bội trong giảng văn. Các em sẽ nhận thấy được giao tử N kết hợp với giao tử 2N sẽ tạo ra thể 3N. Giao tử N kết hợp với giao tử N cộng 1 tạo ra thể 2N cộng 1. Giao tử 2N kết hợp với giao tử 2N tạo thành 4N. Giao tử N kết hợp với giao tử N trừ 1 tạo thành 2N trừ 1. Nên đáp án là A. Tiếp theo chúng ta sang phần B, luyện tập bài tập. Câu 1. Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể 1 và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể 1 và thể tam bội của loài này là A. 11 và 18, B. 12 và 36, C. 6 và 12, D. 6 và 13. Cô hướng dẫn các em làm bài tập này. Ở học kỳ 1, các em đã học trong bài liên kết gen và hoán vị gen. Các em có thể suy ra, đối với một cơ thể có số nhóm gen liên kết bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội nên N bằng 6. Và thể 1 có số lượng là 2N-1 nên là bằng 2 x 6-1 bằng 11. Thể tam bội là 3N nên bằng 3 x 6 bằng 18. Và từ đó chúng ta đi đến kết luận đáp án A. Câu số 2. Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được ký hiệu là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ và E lớn E nhỏ. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba? Thứ nhất, A lớn, A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. Hai, A lớn, B nhỏ, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. Ba, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D lớn, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. Bốn, A lớn, A nhỏ, B nhỏ, D lớn, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. 5. A lớn, A nhỏ, B nhỏ, D lớn, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. 6. A lớn, A nhỏ, B nhỏ, D lớn, D nhỏ, D nhỏ, E lớn, E nhỏ. Để làm được bài tập này, các em dựa trên cơ sở sau. Thể lưỡng bộ 2N thì mỗi cặp nhiễm sẽ tồn tại thành cặp gồm 2 chiếc nên gen phân bố cũng theo cặp, ví dụ như cặp A lớn, A nhỏ. Còn đối với thể 3, 2N cộng 1, thì một cặp nhiễm sắc thể nào đó chứa 3 chiếc nhiễm sắc thể, nên sẽ có 3 allele của gen nằm trên nhiễm sắc thể đó. Ví dụ như A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Còn các cặp còn lại là 2 chiếc. Và chúng ta xét trường hợp thứ nhất, có 3 chiếc A. Trường hợp thứ 3 có 3 chiếc B. Trường hợp thứ 5 có 3 chiếc E. Và trường hợp thứ 6 có 3 chiếc D. Nên suy ra có 4 dạng thể 3. Câu số 3. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N bằng 20. Số loại thể đột biến 3 nhiễm đơn tối đa của loài là bao nhiêu? A. 19, B. 10, C. 21, D. 30. Chúng ta áp dụng công thức số thể lệch bội đơn nối chung bằng N. Và bộ nhiễm sắc thể của loài 2N bằng 20 suy ra N bằng 10. Đáp án B. Câu 4. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 24. Giả sử có 6 thể đột biến của loài được ký hiệu từ 1 đến 6. Có số lượng nhiễm sắc thể ở kỳ giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau. Dạng 1 có 23 nhiễm sắc thể. Dạng 2 có 36 nhiễm sắc thể. Dạng 3 có 24 nhiễm sắc thể. Dạng 4 có 25 nhiễm sắc thể. Dạng 5 có 60 nhiễm sắc thể.
dạng sáo có 48 nhiễm sắc thể. Vậy có bao nhiêu thể đột biến nói trên thuộc dạng đột biến đa bội? Đối với thể đột biến đa bội, nó sẽ có dạng A nhân N. Và điều kiện A ở đây lớn hơn 2 và là số nguyên dương. Vì vậy, chúng ta cần tìm A bằng số nhiễm sắc thể của thể đột biến chia cho N. Thỏa được điều kiện như trên thì đó là thể đa bội. Và ở đây có các trường hợp 36 chia cho 12 là bằng 3. 48 chia cho 12 bằng 4. 60 chia 12 bằng 5. Thỏa điều kiện đầu tiên. Nên có 3 thể gồm 2, 5, 6. Đáp án A. Bài học đến đây kết thúc. Cô chúc các em học tốt để thi đạt kết quả cao. Thân ái, chào tạm biệt.